trong bộ trang phục áo xanh ngọc và quần xanh đậm bảo vệ phần sân bên trái. Danh sách của họ gồm có thủ thành Thanh Tâm, số 19 người đang đứng trên cấm giao bóng đó là đội trưởng Nguyễn Hưng, số 37 là trung phong, số 8 Việt Đức, số 7 là Thượng Lê, số 30 đó là Sang Noel, số 6 là thêm phá sát một cố gắng xử lý của đội trưởng Nguyễn Hưng là có tiếng coi của trọng tài không vẻ được bóng được thêm cơ hội rất bình tĩnh. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều và thời điểm đầu trận thì thể lực của các thủ hai bên còn rất sung sức. Một cơ hội đối mặt dứt điểm không vào, thêm cú đá nữa, hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không có được tình huống dứt điểm chính xác. Nhưng mà cơ hội trước đó của dứt điểm đầu tiên trong tình thế đối mặt của Thượng Lê lại không đánh bại được vị trí của thủ thành bên phía đội bóng FC Không Kênh. Mà mở cảnh hợp lý, tiếp tục là số 77, đó là nỗ lực kết thúc này nhưng bóng đã chạm vào đầu một cầu thủ bên phía ông NFC và đi hết từ biên ngang. Dự bóng khá tốt, Hoàng Phú vẫn là số 6, dứt điểm không vào, xuyên chút nữa thì Hoàng Phú đã lại đi đúng vào vị trí của thủ thành bên phía ông NFC. Hoàng Phú một thời cơ nữa dành cho số 6, không được rồi, không có được pha dứt điểm dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Công Tên. Chúng ta cùng xem lại pha xoay sở trước đó của cầu thủ áo số 6 bên phía Công Tên FC. Tình huống màn phòng ngự Omen đã không có được tình huống phá bóng nào trước khi có bóng. Cơ hội này trở lại với các cửa sẵn Phạm Túc, nguy hiểm như vậy, bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu bên phía đội bóng Omen FC. Một tình huống mà Thượng Lê đã nhanh chân, một pha bóng tương trưng sẽ không có tình huống nguy hiểm khi mà pha đưa bóng vào là hơi nhẹ, nhưng số 7 đã sự theo dõi lại tình huống tấn công này. Pha bóng mà người xuất bóng vào trong đó là Việt Đức, Việt Đức dứt điểm bóng đi hơi nhẹ nhưng đã không có một tình huống phá bóng và cầu thủ Không Kênh lên bóng. Họ bị dẫn trước và bây giờ phải dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Như vậy thì đã có bàn gỡ một điều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Không Kênh và không ai khác chính là Hoàng Phú. Cầu thủ đã tạo ra khá nhiều những pha uy hiếp từ trước đó và bây giờ anh đã có pha chạm bóng chính xác để đưa bóng đi vào lưới và nó và phối hợp rất hay của các cầu thủ FC Không Kênh. Đường truyền khá chính xác và pha xử lý một chạm của Hoàng Phú, nó khiến cho bóng đi đổi hướng và không có một cơ hội nào dành cho thủ thành Thanh Tâm có thể ngăn cản được. Của cầu thủ áo số 7, cơ hội để dành cho Hoàng Phú, dứt điểm. Lần này thì thủ môn bên phía đội bóng tình tấn công nguy hiểm nữa của các thủ bên phía FC Không Kênh bởi pha càng lớn sức tốt của cầu thủ áo số 7 có Minh Võ. Và đích đầu chính xác, tỷ số được nâng lên 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Omen. Và đây là vị trí của số 7, lợi thế dẫn bàn một lần nữa trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Chúng ta xem tình huống treo bóng về phía cột 2 từ quả đá phạt trực tiếp này. Thủ thành bên phía đội bóng FC Công Kênh đã băng xa không kịp. Thêm cơ hội nữa dành cho các cầu thủ Omen, rất dễ dàng, tỷ số bây giờ đã là 3-1 rồi. Lần này thì đến lượt Việt Đức lên tiếng, anh là cầu thủ kiến tạo trong bàn mở tỷ số đầu tiên của các cầu thủ áo số 8 trong tư thế mà khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Người dẫn lên trong tình huống lần này chính là Thượng Lê. Thượng Lê là người đã mở tỷ số trao được các thủ bên phía đội bóng Omen FC. Và đội bóng tốt, thêm khoảng trống nữa dành cho đội trưởng Nguyễn Hưng. Thời cơ tiếp theo dành cho FC Omen. Kết thúc những pha đập giá liên tiếp, cú đá không vào, nếu cùng thủ áo số 6 bên phía FC Không Kênh rất hay, vẫn là các thủ bên phía đội bóng áo xám đủ treo bóng đi vòng xa. Chúng ta cùng xem lại cơ hội dành cho Việt Phạm trong tình huống dàn xếp tấn công tốt của các thủ FC Omen. Tình huống kết thúc cuối cùng nó vẫn đi hơi nhẹ một chút. Thủ thành bên phía được xuyên của cú pháo, không có được pha dứt điểm dành cho các cầu thủ FC Không Kênh. Tình huống của Hoàng Phú 30 không đến được vị trí của Hùng Minh. Một cơ hội nữa dành cho Minh Võ. Và người đôi khoảng trống dành cho số 7 đối mặt dứt điểm, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Không Kênh sau những nỗ lực của đội bóng áo xám. Họ đã có được sự đền đáp xứng đáng với pha dứt điểm
chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn của cầu thủ áo số 7. Cầu thủ mà số 30 đã không phá bóng thành công để cho anh băng xuống đối mặt với Thanh Tâm và tình huống dứt điểm của Võ Maya. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều, chúng ta chỉ đang ở những phút giữa hiệp 1. Xem pha dứt điểm nguy hiểm vừa rồi thì bóng đã khẽ chạm những đầu ngón tay. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm nguy hiểm, nó đến từ cái chân của Cụ Pháo. Cụ Pháo lại là người cầm bóng. Lần thứ hai dành cho các thủ áo xanh. Cơ hội không ít, vẫn còn thêm thời cơ. Đừng bắt tương, không được, vừa rồi không ít lại dứt điểm phản bác. Cơ hội vẫn còn, thêm cú dứt điểm nữa, không vào. Những pha bóng lộn xộn liên tiếp trước khung thành của các đội FC Công Cơn. Cú dứt điểm cuối cùng của số 30. Tình huống bóng lập vập với sự phát động tấn công tốt của các thủ bên phía Hồng Men FC. Tình huống kết thúc cuối cùng của họ chưa gặp may. Tiếp theo dành cho các thủ áo xanh. Bằng lần sức chủ động dứt điểm và tỷ số đã được nâng lên 4-2. Tình huống ghi bàn thuộc về cầu thủ áo số 3. Như vậy thì trong danh sách của đội bóng áo xanh cung cấp của chúng tôi, xem lại pha ghi bàn của Thanh Lực. Pha bóng mà anh đã sức chủ động bằng lên để dứt điểm. Trong cầu thủ mà phòng ngự bên phía đội bóng FC Công Tên đã hơi chần chừ và thiếu quyết liệt trong nỗ lực truy cản. Đã giúp cho họ có được nhiều cơ hội hơn ở khu vực tuyến giữa. Giữ bóng khai, nỗ lực đột phá. Rất tiếc pha chạm bóng cuối cùng đã đi ra ngoài. Nỗ lực xây sở và dứt điểm của cầu thủ Võ Mai Giang. Mà treo bóng không chính xác. Nỗ lực cầm bóng của trung phong. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Xin lỗi các bạn, vừa rồi là thời cơ rất tốt dành cho Hoàng Phú để có thể ghi bàn thắng lập cú đúp, nhưng anh lại kết thúc đi vọt xa trong tình huống dứt điểm này. Một pha bóng mà trung phong đã để mất bóng ở khu vực trung lộ một cách cực kỳ nguy hiểm. May mắn đã đứng về các thủ FC. Phản công trở lại với các thủ FC Công Tên. Để trận đôi công khá hấp dẫn. Người chạm bóng cuối cùng đó là Võ Mai Giang. Cho các thủ FC Công Tên và chạm bóng và tỷ số đại được rút ngắn xuống còn 3-4 dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Công Tên. Bây giờ thì Hoàng Phú mới là... Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của các thủ bên phía FC Công Tên với pha chạm bóng dễ dàng của Hoàng Phú ở cột 2. Trước đó trong tình huống đối mặt, Hoàng Phú lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nếu không bóng lại không có được trụ vững để có thể dứt điểm. Thành Lập pha chọc khe sắc hai cơ hội nữa dành cho. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho Hồng Minh. Tỷ số được nâng lên 5-3 dành cho các thủ bên phía đội bóng Omen FC. Tình huống vừa rồi thì trọng tài Công Châu cũng đã đổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên. Hai đội chơi nhận bóng và dứt điểm khá dễ dàng. Đường chọc khe là của Thanh Lực. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tất cả. Và bằng khá chính xác. Tình huống mà thủ thành bên phía đội bóng Omen FC đã lao ra sức dũng mạnh. Lại với các thủ bên phía đội bóng áo xanh qua người đời càng lướt. Rất may, thủ thành bên phía đội bóng FC Công Tên đã băng ra vào cú dứt điểm tiếp theo của đội bóng áo xanh lại đi quá thiếu chính xác khi mà khung thành đã bỏ trống rồi. Tình huống và dần lên kết thúc không thành công. Rất quyết liệt cho những pha chạm bóng. Vẫn còn. Đã có bàn thắng tiếp theo nữa dành cho các thủ Hồng Men FC, một pha phối hợp tốt ở bên trong và tình huống trước đó phải để kể đến nỗ lực thoát xuống bên phía hành lang cánh phải. Thượng Lê đã thoát xuống và căng ngang một đường truyền vô cùng thuận lợi dành cho trung phong kết thúc. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía Omen FC trong pha bóng này. Thượng Lê vẫn chưa thể lập được hai cơ hội nữa dành cho số 10. Hơi chần chừ vẫn còn. Và dứt điểm đi quá thiếu chính xác. Trả dành cho người đồng đội. Vẫn là sự chủ động đến từ các cầu thủ xanh. Lại là Thượng Lê. Thêm đường chuyền nữa còn khá dứt điểm. Lần này bóng lại chạm vào xa ngang khung thành. Quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi. Thành Lực dứt điểm quá thiếu cảm giác. Vẫn là những sự chủ động dần cao đội hình của các cầu thủ bên phía đội bóng Omen FC. Họ vừa phung phí những thời cơ. Chuyền tốt của số 86, đây là Cụ Pháo. Nguy hiểm, đây là cơ hội dành cho các thủ áo xanh. Tài Bom. Và dứt điểm thẳng cũng chưa thành công của Tài Bom. Bên phía Omen FC bóng đi khá căng. Hơi đáng tiếc, còn thiếu một chút chính xác để tạo nên sự uy hiếp đáng kể. Cơ hội vẫn còn.
rất hợp lý. Thêm pha dứt điểm, bóng đi chậm vào sàn ngang một lần nữa, may mắn lại đứng về các cầu thủ bên phía FC Không Tên trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Và kết thúc cực kỳ khó chịu, điểm ở cự ly khoảng chừng 25m. Xin chút nữa này lại có bàn thắng dành cho các cầu thủ Omen FC. Lần nữa thêm sàn ngang Nguyễn Hưng, thêm cú đá của Nguyễn Hưng, lần này thì đã có bàn thắng dành cho đội trưởng của các cầu thủ bên phía Omen FC. Và dứt điểm từ xa, bóng đi rất hiểm hóc trong tình huống này. Rất nhiều những pha dứt điểm từ xa đã được các thủ của Omen FC tung ra. Nguyễn Hưng sau lần thử vượt ngoài trước đó không thành công, bây giờ anh đã có được bàn thắng. Khoảng cách của pha dứt điểm là khoảng chừng 20m. Thêm pha dứt điểm khá nguy hiểm đến từ vị trí của đội trưởng bên phía đội bóng FC Omen. Lần này thì bóng đã đi chết cục dọc trong gang tấc. Suýt chút nữa thì các thủ bên phía Omen FC có được bàn thắng tiếp theo. Nguyễn Hưng đã can thiệp chính xác. Một khoảng trống nữa dành cho trung phong. Dứt điểm ngay, đã có bàn thắng tiếp theo dành cho số 37. Cú đúp của trung phong. Trước đó là một pha điểm bóng cẩn thận, bây giờ làm cú dứt điểm từ xa. Và họ triển khai một pha phản công không tốt và để cho đối phương đánh chặn. Cú đá đi không mạnh, nhưng nó vừa đủ để có thể lôi bỏ được màn ngăn cản của thủ thành được. Thêm pha dứt điểm, cú đá chân không thành công. Vẫn còn. Chưa có. Lại là cơ hội để dành cho Omen FC. Hụt mít, được chuyền ngay, dứt điểm. Và cũng không quá nhẹ. Bóng lại về chân của các thủ áo xám. Võ Maya, cơ hội đối mặt nữa dành cho số 7, dứt điểm, vẫn không thể đánh bại được vị trí của thủ thành Thanh Tâm. Khá nhiều những thời cơ dành cho số 7 trong ít phút vừa qua, nhưng chưa có một tình huống dứt điểm đủ khó nào. Vẫn còn, Võ Maya vẫn chưa thể có được pha dứt điểm chính xác. Và thầy sợ cố gắng của các thủ bên phía đội bóng áo xám. Không được, cú tỉa bóng của cú pháo lại đi sang ngoài. Thêm một pha bỏ lỡ tốt của số 74. Vẫn còn cơ hội, khung thành đã bỏ trống rồi. Pha dứt điểm rất dễ dàng. Và thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Omen FC. Bây giờ thì Xuân Trường đã lên tiếng. Trước đó thì Xuân Trường cũng có những cú ghi bàn. Lần này thì thủ thành bên phía đội bóng FC Công Tên đã băng ra không chuẩn xác để ngăn chặn được cơ hội của đối phương. Và khi Xuân Trường đã bỏ trống thì quá dễ dàng dành cho Xuân Trường trong pha dứt điểm này. Một pha bóng khá bất ngờ. Tuy nhiên may mắn vẫn chưa đứng về các thủ FC Không Tên. Còn bị chết công trọng trong gia cấp trong tình huống kết thúc này. Hoàng Phú đối mặt. Vẫn còn, Hoàng Phú kết thúc đi. Bóng lại đập sang ngang, vẫn còn. Thêm pha dứt điểm vẫn không vào. Quá là tuyệt. Thêm pha bắn phá và cuối cùng thì mới có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Không Tên. Người dứt điểm thanh bàn là vị trí của Tài Bom. Ba pha kết thúc liên tiếp. Đầu tiên là pha kết thúc của Hoàng Phú, bóng đập sang ngang khi mà khung thành đã bỏ trống. Sau đó là cú đá của cầu thủ áo số 30 Cũ Pháo. Hậu vệ bên kia FC bàn trống nữa. Cú đá không được. Đội FC Không Tên. Pha bứt tốc của số 7 Võ Maya. Không được rồi. Tỉa bóng bằng mũi giày của cầu thủ mang áo số 7 vẫn đi thiếu chính xác.